thương này, vào mua giường ngủ chuẩn bị cho cưới này. Bố mẹ chồng thì cũng phải mua chứ. Bọn kia điều ấy. Hương hay đứng ở đây em làm cho kiểu quay phim chụp ảnh nhá. Giả vờ đi qua thôi. Em thích xem phim à? Mà đi anh quay phim đó, phỏng vấn vào Văn Quỳnh Anh vậy. Sao phỏng vấn vào Lê Thị Thu Hương ấy? Ba, chưa phục. Anh cũng tự sướng một tí. Quay hộ cho, quay hộ cho. Quay mỗi đoạn tầm 1 phút nữa thôi. Đây, quay đi để anh nói cho hiện tại chúng tôi. Phải quay vào đây, quay vào mặt anh chứ. Thôi, quay mày. Tại chúng tôi đang ở trong khu gọi là The Garden London, anh quay ở trong này đi chơi. Hiện tại thì đây là đang ở tầng 2 là khu bán đồ quần áo. Rất nhiều quần áo. Luxury. Chậm thế. Quân vậy, muốn nói gì không em? Không ạ. Cứ nói đi, không phải ngại đâu. Em muốn hỏi là hôm nay sau khi tìm được một món hàng giảm giá thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh chưa kiếm được cái hàng là giảm giá. Không, hôm nay có rồi anh ạ, thực ra anh chưa nhận ra thôi. Là cái gì? Thôi mình cứ đi đã. Có người chột dạ quay giống lương rồi đấy. The Garden. Magic carpet này, thảm thần. Em thích cái hàng đó. Đấy. Đây là đồ hoàn toàn nhập từ Ấn Độ sang đấy. Anh cũng thích mà. Tất nhiên là phải thích rồi. Nhưng mà bây giờ anh tắt đèn thì anh sẽ đang tiêu tốn cái mức, tức là anh sẽ lãng phí cái mức năng lượng đấy. Mà trong vòng 1-2 ngày thì người ta không thể giảm được cái lượng mà điện người ta sản xuất ra cho mình. Bây giờ anh bảo là cái chính người ta sản xuất là dựa trên watch the rồi đi xuống rồi đi ra. Anh muốn cái cửa nó đóng lại rồi nó mở ra. That's stupid. Ở đây hình như mình vừa lên đoạn này đúng không? Vòng xuống hầm lấy xe à? Ủa xe thì thằng máy cho nó nhanh. À không phải. Vào đây để mua burger sờ à? Cây mát này. Vào không? Thử xem có cái đấy không? Ừ, xe thử Hàn Quốc ấy. Vào đi. Vào trong hai lên này không? Đấy, cửa đấy. Highland Cafe. Và đây lại nhớ cái đợt đi uống cà phê với Hương Hiếu. Mượn tạm một quyển đó. Tương lai Hàn Quốc, năm 11 thì vừa có. Bạn đã có dự, tối thực ơn nhá, tối chị em mình làm cơm trộn.
Em đi chơi với ai? Đi chơi với ai? Thu. Không còn công trộn nữa à? Em công trộn bao giờ chị em đi ăn? Bảy tám đâu mới về á? Thế thôi bảy tám rồi về. Quỳnh Anh thì chợ to. Đúng thế mà. Không biết quan anh Long này. Chị này. Sao nghe thấy không? Thì chị là gì? Cậu ấy mắc cái cuốn này cho mèo nó ăn. Mèo cho cháu ăn được cái tốt rồi. Ơ mèo nhà em nó ăn rồi. Em lấy cho nó hai con bát cơm đầy mà em trộn về trước mà nó ăn. Ngon thế thì nó chả ăn cơm trộn ruốc cho mèo. Rồi, đến người ăn còn thấy ngon nữa là mèo. Em bỏ đi không sao đâu. Không sao đâu mà. Cho nhau mấy cô đồng nát đi, các cô mang về cho heo mà. Nhưng mà ở gần em không có lợn. Thế thì sao chị? Ở gần em không có lợn. Em thôi thì em ăn nốt. Em ăn lợn được. Ok. Mấy cô có rất đẹp của mấy không? Sâu ăn bún. Tropical Green của ai đây? Lớn hơn à? Dưới là siro. Xong rồi đi em. Đúng rồi, xong rồi mạnh vào. Của ai đấy? Nữa lên, cứ đi. Kiểu gì chả phải sóc. Mạnh lên, có cái phần kem ở trên nữa kìa. Nữa đi. Nữa đi. Chọc mạnh vào rồi rút lên. Linh nữa xa. Ôi Linh, Linh ơi, lấy này không? Thôi thôi, em vừa lắc rồi, anh lấy cả hai cũng được. Đấy, thừa bao nhiêu nào? Cái gì đấy? Mọi người phải biết bên dưới thì có một con chip. Ở đâu? Chỗ nào? Hay đấy. Chip ở đâu? Chip à? Không. Cái sao mà có bộ bài không?